non này, đi theo kiểu lon. Quanh là quanh theo chậu. Xin chào các bạn điêu lan trên toàn đất nước Việt Nam nhé. Hôm nay mình lại được thưởng trà nhờ ông chú Ngô Xuân Dương. Mời các bạn ngắm một chậu tác phẩm đầy đủ yếu tố. Dưới mầm gốc, trên kỳ và trên nữa là một một nụ chắc tầm độ dăm ba hôm nữa là hé. Em này là em sữa, thực sự ra là nguồn tên gốc là Long Gành Ông Cụ Thọ. Mà các bạn ngắm em mầm gốc lực không ấy, ở bên trên là có mấy kỳ chú nhỉ? 5 kỳ. 4 kỳ to. 4 kỳ to. 4 kỳ to này, mỗi kỳ khoảng tầm độ, chắc là tầm độ 2 đến 3 sen gì đấy. 2 đến 3 sen mà với lại một cái kỳ lửa nhú nhú nhỏ nhỏ trên này. Đấy. Ồ, bên trên nó lại một cái mầm nữa nào chú, mầm kỳ nữa nhỏ nhỏ trên này. Đấy. Con này chủ nhân là của chú Ngô Xuân Dương. Đấy, con này thì chú mới cho em nó vào chậu mới, đặt nguyên chậu cũ ở bên trong. Mời cả nhà ngắm. Hai người đẹp. Chào siêu nhân Ngọc. Đây là chị phu nhân của anh Nguyễn Quang Biên. Ơi. Trả 25.000. Em mầm gốc này cũng khoảng tầm độ 15 sen. 15 sen. Hôm nay là thứ tư ngày 19 tháng 5 2021. Đấy, con này thì thực ra là rất xanh luôn. Chụp lá chuẩn đen luôn. Lụ chuẩn bị xé bảo hành. Con này mình áng con này nó khoảng 15 cm thôi, chứ thực ra là mình chưa đo. Cái này nó lớn lên từng ngày. Đây mình cứ áng bằng nửa như thế này. Thank you.
Em này thì có mỗi một gốc, phát lực khỏe. Đủ yếu tố luôn anh em mình. Xin chào các bạn nhé, mình kết thúc video. Ai có muốn sưu tầm thì liên hệ với số điện thoại của chú Ngô Xuân Dương nhé, mình để số điện thoại của chú ở trên trên đầu bài đăng. Cây nó lên từng giờ từng ngày luôn.